Việt Hoàng xin gửi lời chào đến quý vị đang theo dõi bản tin buổi chiều của đài CBN trên mặt tầng 18.14 cùng với những nội dung chính sau đây. Chính phủ Anh bắt đầu nghi mang dầu từ Iran tới Syria. Một sinh viên Úc được bắt hàng thả ra. Xe máy nổ tung ở Sweden. Syria đã khiến 10 người thương vong. Chương trình đặc biệt trong ngày 4 of July năm nay của chính quyền Tổng thống Trump. Và sau đây, xin mời quý vị cùng đến với phần tin thế giới. thưa quý vị mở đầu cho phần tin thế giới là bản tin chính phủ Anh bắt tàu nghi mang dầu từ Iran tới Syria. Chính phủ hoàng gia Anh tại Gibraltar đã bắt giữ tàu siêu tốc Cruise vì nghi ngờ mang dầu thô tới Syria và chính phủ của Gibraltar cho biết trong một nguồn tin hợp pháp có thể là vụ đánh chặn đầu tiên như vậy đối với một tàu theo lệnh trừng phạt của Liên minh Âu Châu. Trước đó, các lệnh trừng phạt của EU đối với chính phủ Syria có hiệu lực vào tháng 5 năm 2011, ngay sau khi bắt đầu cuộc đàn áp đẫm máu của Tổng thống Bashar al-Assad đối với những người biểu tình ủng hộ dân chủ, đánh dấu một cuộc nội chiến kéo dài. Theo Reuters, bản đồ Refinitiv Econ cho thấy, Krays đi từ Iran và nếu hàng hóa được xác nhận là dầu thô của Iran, việc chuyển hàng sang Syria cũng có thể là vi phạm lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ đối với xuất cản dầu của Iran. Iran hiện đang là một đồng minh thân cận của Assad, cũng thuộc chế độ trừng phạt của Hoa Kỳ nhằm ngăn chặn tất cả doanh số bán dầu quốc tế của Iran áp đặt lên nước này sau khi Tổng thống Donald Trump rút Washington năm ngoái khỏi thỏa thuận hạt nhân năm 2015 với Tehran. Sinh viên Úc được Bắc Hàn thả ra Một sinh viên người Úc bị giam giữ tại Bắc Hàn, và được thả ra báo cáo là đã có mặt ở phi trường Bắc Kinh vào ngày thứ Năm 4 tháng 7 vừa qua. Alex Shisley, 29 tuổi, đang học tại thủ đô Bình Nhưỡng của Bắc Kinh, đã mất tích kể từ ngày 25 tháng 6. Anh từ chối bình luận về những gì đã xảy ra với mình ở thủ đô Bình Nhưỡng của Bắc Hàn, nơi anh đang sinh sống. Một nguồn tin chính phủ Úc quen thuộc với tình huống này cho biết, Sikli đã bắt chuyến bay đến Tokyo và từ Bắc Kinh Sigley đã kết hôn với một người phụ nữ Nhật Bản tên là Yuka Morinaga. Úc không có sự hiện diện ngoại giao ở Bắc Hàn và phải dựa vào các quốc gia khác như Thụy Điển để thay mặt họ hành động. Sinh viên Úc này không phải trường hợp đầu tiên của cư dân phương Tây bị giam giữ khi sống ở Bắc Hàn. Một xe máy nổ tung ở Sweden, Syria đã khiến 10 người thương vong. Một chiếc xe máy đã nổ tung ở thành phố Sweida của Syria, nơi chính phủ kiểm soát giết chết 3 người và làm bị thương 7 người khác vào tối thứ Tư vừa qua, theo một quan chức ở đó cho biết. Amr al-Ishi, thống đốc tỉnh Sweida ở phía Tây Nam, nói với đài truyền hình nhà nước Syria tình hình đã ổn định sau vụ việc. Ông cũng cho biết lực lượng an ninh sẽ điều tra vụ nổ xảy ra trên đường phố Đông Đúc, mô tả đây là hành động khủng bố của người Hồi giáo. Song không đưa ra thêm thông tin chi tiết. Một cuộc xung đột vũ trang bắt đầu ở Syria vào những năm 2011, nhưng quân đội Syria được hỗ trợ bởi không quân của Nga và các cố vấn quân sự của Iran đã giành lại quyền kiểm soát hầu hết các khu vực ở đảo Syria do các nhóm phiến quân khủng bố nắm giữ trước đây. Nạn phá rừng Amazon ở Brazil đã gia tăng một cách nghiêm trọng. Nạn phá rừng ở phần rừng nhiệt đới Amazon của Brazil đã tăng hơn 88% trong tháng 6 so với cùng tháng năm trước. Đây cũng là tháng thứ hai liên tiếp rừng bị tàn phá dưới thời tổng thống cánh hữu mới Jair Bolsonaro. Và theo số liệu từ cơ quan vũ trụ của Brazil, nạn phá rừng ở rừng mưa nhiệt đới lớn nhất thế giới đã lên tới 920 km vuông, tương đương với 355 dặm vuông trong 11 tháng tính từ tháng 6 năm ngoái cho đến nay, tình trạng phá rừng đã đạt đến 4.565 km vuông, tương đương với 1.762 dặm vuông, một sự gia tăng 15% so với cùng kỳ năm trước. Đó là một khu vực rộng lớn hơn tiểu bang Rhode Island của Hoa Kỳ. Và Brazil là quê hương của 60% Amazon, là rừng mưa nhiệt đới lớn nhất thế giới và được coi là rất quan trọng đối với cuộc chiến toàn cầu chống biến đổi khí hậu. Về binh Mexico chặn biên giới ngăn người nhập cư. Về bên quốc gia Mexico đã chiếm các vị trí của họ dọc theo một con sông biên giới phía nam với Guatemala vào thứ tư vừa qua như một phần của thỏa thuận với Hoa Kỳ nhằm bắt giữ lượng người di cư đang gia tăng. Theo đó, Mexico đang cố gắng kiềm chế sự gia tăng người di cư từ các nước thứ ba đi qua lãnh thổ của họ để đến Hoa Kỳ dưới sự đe dọa về thuế quan đối với hàng xuất cảng của Tổng thống Mỹ Donald Trump, người đã ưu tiên thắt chặt an ninh biên giới. Theo một báo cáo phương tiện truyền thông địa phương hôm thứ Tư vừa qua, các sĩ quan vệ binh quốc gia đã bắt giữ 20 người di cư Bangladesh và khoảng 100 người Trung Mỹ tại biên giới bên bờ sông Tatia, và cảnh sát đang kiểm tra những người di cư xin trị thực trước đây vốn đã bị Mexico không sử dụng lực lượng an ninh để ngăn chặn các công dân nước ngoài không có giấy tờ đang hướng đến Hoa Kỳ. Tổng thống Trump đã ca ngợi những nỗ lực của Mexico trong việc ngăn chặn người di cư vào Hoa Kỳ. Nam Hàn nói với Nhật Bản đang phá vỡ chuỗi cung ứng toàn cầu. Bộ trưởng Thương mại Nam Hàn Yoo myung hee đã cho biết hôm thứ Năm vừa qua rằng giới hạn xuất cản của Nhật Bản đối với các vật liệu công nghệ cao ràng buộc cho Seoul sẽ gây ra mối đe dọa lớn cho nền kinh tế toàn cầu và phá vỡ chuỗi cung ứng toàn cầu. Giữa một cuộc tranh cãi ngày càng tăng về lao động cưỡng bức thời chiến giữa Tokyo và Seoul, Nhật Bản hôm thứ Hai đã công bố những hạn chế nghiêm ngặt hơn đối với việc nhập cản ba vật liệu được sử dụng trong chip và màn hình điện thoại thông minh của Nam Hàn các hạn chế có hiệu lực vào thứ năm và có thể làm chậm quá trình xuất cảng trong vài tháng ảnh hưởng đến các cả khổng lồ công nghệ nam hàng như samsung electronic co sk hynix và lg display u đã tổ chức một cuộc họp với các quan chức liên quan và kêu gọi rút lại các biện pháp mới nhất và tổ chức các cuộc đàm phán song phương với nhật bản để thảo luận xin quý vị đừng rời màn hình chúng tôi sẽ quay trở lại với phần tin hoa kỳ sau một vài thông tin bảo trợ cho đài